Thời gian trôi qua, có những thứ chúng ta nhận được, nhưng có những thứ chúng ta lại mất đi. Quay trở lại thời điểm 4 năm về trước, là cậu sinh viên năm 3, ra trường, đi làm, rồi quyết định đi học thạc sĩ, ra trường, đi làm. Tất cả chỉ trôi qua trong nhảy mắt, tôi không kịp nhìn lại mọi thứ, thì đã trôi qua cùng thời gian rồi. Nhìn lại con đường mình đã trải qua, thanh xuân, tuổi trẻ, với những lần vấp ngã của chính bản thân mình, tôi đã rút ra được 5 kinh nghiệm sống nhỏ của bản thân. Tôi muốn tự ghi ra, muốn chia sẻ với các bạn. Thiết lập một thói quen nhỏ, cho dù là uống 8 cốc nước mỗi ngày, bổ sung vitamin cho cơ thể, hay có khi mỗi ngày nói lời yêu thương với những người bạn yêu mến. Những thói quen nhỏ sẽ mang lại nhiều hơn những thứ bạn nghĩ. Có người nói, nếu bạn biết cách mở rộng thêm nhiều mối quan hệ, đồng nghĩa bạn đang mở cho mình một cánh cửa cơ hội mới, rèn luyện thêm tính tự tin, hay thậm chí cho dù được những thứ mà bạn còn thiếu sót. Mỗi ngày bạn phải đảm nhận nhiều vai trò như học sinh, nhân viên, người con, nghĩ về nó, có quá nhiều sự quan tâm dành cho thế giới bên ngoài, trong khi bỏ qua bản thân mình. Vì vậy, hãy biết nói yêu bản thân mình nhiều hơn. Yêu bản thân có khi là tự thưởng cho bản thân những món mình muốn ăn, đi những nơi mình muốn đến, hay thậm chí mua những thứ mình muốn mua. Đơn giản là làm cho bản thân mình cảm thấy vui vẻ là được. Với những bộn bề cuộc sống xung quanh bạn, nhiều khi bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Nhưng hãy luôn nhìn về mặt tích cực của vấn đề mà giải quyết, hay tập trung vào những thứ tốt đẹp như việc theo đuổi đam mê của chính bản thân mình. Bạn càng bị áp lực bởi hàng núi công việc khiến bạn không thở nổi, bạn càng phải học cách nói lời tạm biệt với sự trì hoãn. Việc hôm nay chớ để ngày mai không phải là một câu danh ngôn cổ nhàm chán. Sự mãn nguyện sau khi hoàn thành một điều có lẽ sẽ khiến bạn thích thú như tôi. Cuộc sống, mọi người đều nghe qua rất nhiều đạo lý, nhưng vẫn có một cuộc sống tệ. Nhưng điều này không có nghĩa là bản thân vô dụng, mà nó phụ thuộc vào việc bạn đã thực hiện hành động cụ thể hay chưa. Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể tiếp thu những bài học đạo lý phù hợp với bản thân, cố gắng thêm mỗi ngày. Như vậy, chúng ta có thể sống theo cách mà chúng ta muốn.